năm thành 7 tuổi thì mẹ thành mất. Sau khi mẹ mất thì vỡ nợ đó, thì mình với lại anh thứ nhì của mình vào trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố. Bố thành mất lúc thành 12 tuổi. Mình quyết định mở một cái xưởng sửa chữa ô tô sau khi mà hội tụ đủ nhiều yếu tố. Hội chuyến đi này mang tính chất kêu gọi và định hướng cho tất cả các bạn sinh viên có một cái gì đó trong hội vui chơi rồi mình luôn hướng về xã hội nhiều hơn.